cặp với nhau 10 lá nhưng mà 5 cặp với nhau. Anh bắt 5 cặp với nhau trong vòng từ 0 đến 30 giây mình sẽ trúng được cái áo, còn từ 31 giây đến 40 giây đúng không? Anh sao bóc được lẻ được cả. Này chị nhớ không mà anh bắt đúng rồi đó. Dạ. Bóc lần 2 đi. Em bóc xuống nha. Em bóc xuống. Rồi lật lên cho mình nhớ. Mình lật lên nhanh đó mình nhớ. Mình phải nhớ trong đầu nha. Dạ mình phải nhớ, cái này là mình phải nhớ mấy cái từ. Nhớ sao được. À biết. Để biết là quay cái này á. Về sáng chế cái bộ gì chơi cho biết nó chơi. Nhớ rồi nhớ sao là bắt lên thí dụ bắt lên cái gì là mình nhớ cái đó hả? Dạ. Em bắt hai tay á, em dở lên. Anh bắt hai tay mới nhanh. Vậy hả? Ờ bắt được quá thử nha, bắt thử nha. Anh bắt không giống mày một cặp giống nhau anh sẽ để qua một bên đó nha. Này, còn ví dụ như anh bắt không giống nhau anh đốt xuống rồi anh bắt anh nhớ nhưng mà anh nhớ hả anh rồi, nhớ là ở vị trí chứ. Nào nó có cái nào đó nha. Biết rồi em biết rồi. Được chưa? Rồi rồi ốc tiền nhanh nha, 30 giây thôi đó. Để chơi không bằng à. Bốc chéo đâu bốc ngang gì nè, bốc vậy nhớ cái cảnh tao lủng tấm này nó xuống dưới đất luôn. Nhanh nha, 30 giây. Khoan, khoan, để lấy cái điện thoại ra bấm đã. Bấm đó hả? Dạ, em bấm dây mà. Bấm nút, bấm nút. Để điện thoại chạy với chữ đứng này kìa. Rồi, anh ơi, xong chưa em bắt đầu nha. Rồi. 3, 1, 2, 3 nha, từ từ, rồi dở lên. Chưa, chưa. Chạy lại, em còn nhớ vị trí nó. Nhớ vị trí nó. Chết bạc, chiến lên. Thiếu mày thôi. Ờ, đúng rồi, nhanh lên. Đất mẹ. Nhanh lên. Đây nè, cái này thì cái này nè. Rồi, chắc đi. Đó. Đẩy đẩy cái kia lại, đẩy cái kia lại. Đúng rồi, chơi công bằng. Chơi công bằng. Cái này. Rồi, rồi. Đây nè, ông nội. Đây nè. Đây nè. Được chưa? 32 giây luôn rồi. Rồi, không được rồi, vậy là không được rồi. Dạ được nhưng mà chúng nón anh chứ không được chúng áo. Vậy chúng nón thôi ông ơi. Rồi, trao cái nón đi, trao nón cho chụp hình cái ơi. Dạ. Có nón đội. Cái nón đẹp không em? Dạ cũng đẹp lắm anh. Giống như cái áo của mình vậy đó. Dạ. Mua gói ra đây chơi. Vui mà. Cái này khó bắt quá. Có nghĩa là mày nhớ mày cặp nào cho nó giống cái cặp đó. Để chụp hình cái làm kỷ niệm cái. Anh trúng cái áo luôn. Áo đẹp lắm. Thôi đựng cái nón thôi. À, nó đội cũng được có lý ha. Dạ, anh cầm cái bạn thủ luôn, bạn thủ luôn. Cánh hàng ơi, trùng tên đâu rồi. Bạn thủ luôn. Ôi, dữ dàng ha. Ủa, sao mày là vậy? Rồi, rồi. Anh bên đây anh đâu có quen em đâu. Tên luôn. Không, em nói anh này nè, sao anh quay qua vậy? Không cho em chụp hình á. Thôi vậy anh, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn.